Vậy là trong 3 tháng đó thì em bình thường hay là có thai ngén gì khó chịu gì không? Em thì chỉ là bị ngén ngủ. Em có thể ngủ từ 7 giờ tối đến 7 giờ sáng hôm sau. Là buổi tối đi làm về là ăn uống xong xuôi này nọ là em lên phòng em ngủ. Còn chồng em là tắm rửa coi phim hay là rửa chén dọn dẹp nhà cửa vậy. Em không quan tâm. Em không quan tâm gì mà ngén khôn quá vậy. Tôi cũng muốn ngén như vậy đó. Đó là em ngủ và em bị ngén mùi. Là em đi làm mà vô toilet, đi nhà vệ sinh là em phải đeo khẩu trang. Hôm nào mà quên đeo khẩu trang là coi như là em ói. Em ói sắp mặt trong nhà vệ sinh luôn á. Cái nỗi ám ảnh của bạn đó về cái chuyện thai lưu của lần trước á, thì trong cái quá trình mà em mang bầu như thế này nè, cái tâm lý của mình nó có ổn định hay không? Đến khi nào thì em mới hết ám ảnh? Và cái cách mà em chăm sóc cái đứa bé sau này trong bụng của mình á, nó như thế nào? Em bị ám ảnh với con số 9. Tại vì lần trước em ở lưu ở cái tuần thứ 9 á, nên là em bị ám ảnh. Cứ tới cái tuần thứ 9 là em nói với chồng em sao em lo quá. Em bị ám ảnh. Rồi tới cái tuần thứ 19, tới tuần thứ 29 là cứ có tới cái con số 9 là em tự nhiên có một cái cảm giác nó rất là hồi hộp, bất rất là sợ. Dạ đúng rồi, nó bất an. Thì nhưng mà mình lo đó, nhưng mà mình lại cố mình gạt cái nỗi lo của mình qua một bên. Thì trong suốt cái quá trình thai kỳ em có bị dị ứng với cái gì không? Em bị dị ứng thai kỳ. Em không biết lý do là như thế nào mà em bị nổi hột cả tay chân, rồi em gãi ngứa. Thật ra nó cũng chảy hết tay chân. Vậy lúc đó em có cảm thấy là mình bị xấu hơn bình thường không? Dạ đúng rồi, bị xấu hơn bình thường luôn á. Tại vì đã mọc lên rồi, rồi xong rồi hả, rồi tay chân thì cứ giống như ngứa ngáy. Dạ đúng rồi, ngứa ngáy vậy nó rất là khó chịu. Mà đi ra đường nhiều khi mình cũng ngại nữa. Dạ. Mình chồng có ý kiến gì không? Dạ cũng có lắm, lúc chồng cũng chê. Chê luôn hả? Tôi lên án anh chồng này. Nếu em làm gì là? Đục thẳng mặt liền, đục thẳng mặt liền. Không bao giờ tôi thích những người đàn ông mà chê những người phụ nữ có bầu và những người phụ nữ sanh con. Đó là một cái điều thiêng liêng và chúng tôi được xấu mọi người à. Chúng tôi được xấu cho nên đừng chê chúng tôi. Đó, tuyên ngôn rõ ràng. Rồi bây giờ thì cái quá trình mà mình đi sanh nó như thế nào, nó có thuận lợi không? Trước khi sanh một tuần, em sanh vào ngày Chủ nhật thì là ngày thứ hai của tuần đó. Thì em trai của em mới nói là thèm bánh xèo quá. Thì ba em mới nói thôi để ba chỗ tài, ba làm bánh xèo cho cả nhà ăn. Thì sau cái bữa ăn bánh xèo đó thì tầm 11 giờ đêm em bắt đầu em đau bụng. Nhưng mà đau bụng không phải vấn đề là mình bị điên hoài. Dạ đúng rồi, mà đau cái lâm râm thôi. Nhưng mà mẹ mới nói thôi đi bệnh viện cho chắc. Thế là cả nhà khăn gói rồi xách vali, xách giỏ rồi nọ là cứ nghĩ là sẽ đi sanh luôn. Nên là xách giỏ vào bệnh viện luôn. Thì chồng em là mới từ nhà đi. Tại vì trước khi sanh một tháng là em về ngoại cho bà ngoại chăm. Thì vô thì bác sĩ đo thấy cơn gò nhiều. Thì bác sĩ mới nói là thôi cho nhập viện luôn. Mà khi đó chỉ mới nở một phân thôi, nhưng mà bác sĩ cho nhập viện cho chắc. Thì là đêm thứ hai tầm khoảng 12 giờ đêm thứ hai em nhập viện. Thì em ở bệnh viện thứ ba, thứ tư, thứ năm, 3 ngày mà không tiến triển gì hết, vẫn chỉ có một phân thôi. Mà bác sĩ mới nói là thôi cho về. Tại vì nằm nhiều quá mà không thấy tiến triển gì hết nên về để nằm khỏi tốn tiền. Thì tới sáng thứ bảy mới đau nhiều hơn. Thì mẹ em mới hỏi là có chịu được hay không. Mẹ em nói thôi đi khám cho chắc. Thì mẹ em đưa đi vô bệnh viện. Thì bác sĩ cũng đo. Thì bác sĩ nói là cũng mới một phân thôi, nhưng mà lần này có đau bụng nhiều hơn, có cơn gò nhiều hơn lần trước nữa, nên là lại cho nhập viện. Khi đó là cơn đau nó dữ dội nhiều hơn nữa. Bấu víu chồng, rồi cắn xé, cấu xé chồng. Rồi là em chửi gì không? Nhõng nhẽo chị ơi, nhõng nhẽo. Tại vì đó thì quen lắm nè. Tới khoảng 1 giờ sáng mà đau quá sức chịu đựng đi. Thì mấy cô hộ lý mới là bắt đầu chuyển xuống dưới phòng chờ sanh. Thì bác sĩ khám là khoảng 3 phân mà ối không vỡ. Thì bác sĩ mới quyết định là chọc ối. Ra thì là ối xấu. Bác sĩ nói là ối xấu có thể là ảnh hưởng tới em bé. Rồi khi đó thì là em lại quá đau. Em đau mà em quằn quại luôn á. Đau mà em muốn té xuống giường luôn á. Thì mấy cô hộ lý mới nói là em đừng có lăn nhiều quá rồi té xuống rồi chị đỡ không có kịp đâu đó nha. Thì là lúc đó mình mới kìm lại, nhưng mà quá đau đi cái thành ra là em không kiểm soát được hơi thở của mình, ảnh hưởng tới tim thai của em bé, có xuống tới mức số 0 luôn, xuống tới mức số 0 luôn. Sau đó thì bác sĩ mới quyết định là chuyển đi mổ cấp cứu, mặc dù em đã nở được 6 phân rồi nhưng mà không sanh thường được, đã đi mổ cấp cứu vào khoảng 3 giờ sáng. Khi mà đẩy ra khỏi phòng sanh á, em thấy ba em với chồng em đứng ở trước cửa để nhìn em đẩy xuống phòng mổ. Nhìn cái ánh mắt của ba em á, ánh mắt lo lắng. Lo lắng cho con gái của mình, không biết là con mình nó có chuyện gì xảy ra hay không. Tại vì mình thấy thương á, thương vô bờ luôn á. Nhớ mãi tới hôm nay. Dạ đúng rồi. Cô này đó, cô làm cho tôi phải nghẹn ngào bao nhiêu lần, là bởi vì cái niềm hạnh phúc của cổ. Mình rất là thương, rất là xúc động vì bạn lại có được một cái gia đình rất là yêu thương bạn và cho bạn đầy đủ cái nghị lực
để mà bạn có thể vượt qua được hết mọi cái trở ngại. Đó là một cái điều may mắn, bởi vì ở ngoài xã hội có rất là nhiều cô gái không được may mắn như vậy. Cái ôi xấu đó nó là như thế nào, nó có ảnh hưởng gì không? Sĩ nói là sau khi sanh ra trong vòng 24 giờ phải đưa con đi xét nghiệm để xem nó có ảnh hưởng gì tới máu của con hay không. Mà cũng rất may là không ảnh hưởng gì tới con. Rồi khi sanh ra thì tim thai của tim của con thì nói chung là vẫn bình thường. Dạ, không có vấn tính đề gì. Nói chung này là em bé cũng vẫn khỏe mạnh bình thường. Dạ, của em nó nhắc các bà bầu là cái việc mà mình theo dõi sức khỏe thường xuyên và cái sự can thiệp y tế kịp thời là rất là quan trọng cho cái sức khỏe sinh mệnh của mình với con mình. Không có chủ quan được. Đúng rồi. Cảm giác lần đầu tiên gặp con như thế nào? Hạnh phúc lắm. Khi đó mẹ em cầm tay em vậy nè. Con thành công rồi á, tự nhiên cái hai dòng nước mắt nó chảy. Rồi mình khi đó lại chưa nhìn được mặt con á, tại vì mình đang nằm á, mình chưa có ngồi được á, chỉ biết ôm con vô lòng thôi. Nhưng mà cũng biết là khi này mình qua hết bao nhiêu những cái khổ cực rồi á, thì mình đã được gặp con, mình đã được ôm con trong tay rồi. Dạ đúng rồi. Thật ra thì Lan nhìn thấy cái niềm hạnh phúc ở trong cái ánh mắt của cô này rất là nhiều. Bởi vì cái chuyện mà để mình vượt qua được một cái nỗi ám ảnh nó kinh khủng thì nó khó lắm mọi người. Huống hồ chi nó là sinh mạng của một đứa trẻ mà nó là con của mình nữa. Cho nên là để mà cổ vượt qua và cổ nuôi con trong suốt cả một cái quá trình thai kỳ như vậy thì quá là điều tuyệt vời. Chị phải dành một cái lời rất là khen ngợi cho em. Em đã không gục ngã và em rất là mạnh mẽ, rất là ý chí. Dạ, cảm ơn chị. Nhưng mà từ hôm sanh tới giờ thì nuôi con có vất vả không? Hồi trong tháng thì em ở bên ngoại, mà ngoại chăm cho được một tháng. Ủa, em sanh mổ nhưng mà không biết đâu mổ là gì hết trơn á, em khỏe lắm. Nên là trong tháng em mọi thứ nó vẫn rất là suôn sẻ. Chỉ có một điều là sau 2 ngày em không có sữa về, thành ra là bé phải bú sữa công thức rồi phải bú bình. Khi mà tập cho bé ngậm ti mẹ thì lại quen với lại cái việc bú bình rồi, nên là rồi gặp em có vấn đề về đầu ti nữa, thành ra là bé không có ngậm được. Thành ra là mấy ngày trong bệnh viện là chỉ toàn bú bình thôi. Tới khi về nhà là mới quyết định là tập cho bé ti mẹ. Thì cũng một phần là cũng nhờ bà ngoại ở bên cạnh, bà ngoại động viên á, chứ nếu mà không có bà ngoại thì chắc là em đã bỏ cuộc, em vắt sữa ra cho con em nó ti bình rồi. Rồi có ngày nó nhịn đói cả 8 tiếng đồng hồ luôn, từ 10 giờ sáng đến 6 giờ tối mà không chịu nức quá em, nó không chịu ngậm, thà nhịn chứ không bú mẹ. Hai mẹ con chiến đấu với nhau. Dạ, chiến đấu với nhau tầm khoảng 2 tuần mà cứ ôm con là con khóc, mẹ cũng khóc. Mà cứ nghĩ là bà ngoại cứ nói là cái cảm giác mà ôm con cho con bú, cái ánh mắt của con mình nó nhìn mình nó hạnh phúc lắm con. Rồi. Nên là con phải cố gắng. Con phải cố gắng bằng mọi giá, phải tâm cho lý con bú. Cái quá trình chăm con chắc là dễ lắm đúng không? Tại vì có đầy đủ cái sự hỗ trợ của người thân rồi. Trong 2 tuần đầu tiên sau khi về nhà, trong cái tháng đầu em không biết là đến cái việc trầm cảm sau sinh là gì luôn á. Nhưng mà sau khi ra tháng rồi em về lại bên nội, thì là khi đó là em mới bắt đầu em biết được cái cảm giác mà nói trầm cảm thì chắc là hơi bị quá, nhưng mà là mình bị hay bị suy nghĩ tiêu cực, lo lắng thái quá ha. Dạ, rồi lại mình lại nhớ tới cái hồi trong tháng có ông bà ngoại, có người thân kế bên bên, nhưng mà khi về nội rồi thì chỉ có hai mẹ con ôm nhau thôi, chăm con từ sáng đến tối. Bà nội thì buổi trưa bà nội chỉ về nấu cơm thôi, tại vì bà nội cũng buôn bán á. Nhưng mà nội ngoại có xa nhau không? Dạ, cách có 10 cây số à. Trời ơi trời, cách có 10 cây số à. Mà em tưởng đúng rồi, em tưởng nãy giờ cứ tưởng đâu là người Bắc người Nam không đó. Em về em nhớ đến cảnh có cha có mẹ rồi đó, thì em có nói với chồng không? Em cũng có nói, mà chồng em thì cứ bảo em suy nghĩ thái quá không à. Kiểu ảnh không có hiểu được cái cảm giác của mình khi mà sau sinh là mình đã, cái tâm trạng mình nó đã thay đổi nhiều rồi. Rồi mình lại cứ nhớ lại cái khoảng thời gian trong tháng mình có người này người kia kế bên để mình tâm sự. Vậy mình khi nói chồng chuyện. Nói mình nói quá vậy rồi có buồn bực gì với chồng không? Dạ có, cũng la, cũng cái mắng. Độ tuổi thân nó tăng cao luôn. La luôn. Dạ em la. La xong rồi có hiểu không? Thì từ từ anh mới hiểu được. Nói chung là tới khoảng thời gian gần đây anh mới hiểu được cái cảm giác của vợ. Anh rồi. Có phụ chăm con không? Dạ có, thì bây giờ đổi lại là một tuần cho em đi ra ngoài một lần. Wow. Khi đó anh ở nhà anh chăm con. Cái gì đã làm cho chồng có thay đổi tích cực dữ vậy? Em nói nhiều lắm rồi. Khi mà cứ em thấy em buồn bực trong người, em đụng cái gì em cũng la mắng, em đụng cái gì em cũng chửi bới lên. Cái là anh bắt đầu anh suy nghĩ cái việc là cho em đi ra ngoài. Dữ như vậy đó hả? Dạ, nói chung có trút giận lên con không? Có chút giận lên con. Mình kể cụ thể về câu chuyện này đi. Cái ngày hôm đó thì
thì em giao con cho chồng bú móm này nọ, thì có sữa sẵn đó, thì chồng cứ việc hâm sữa cho con bú thôi. Nên em để con cho chồng nguyên một ngày luôn, đến tối em mới về thì đã sữa đã, nói chung là đã hâm rồi, chồng đã hâm rồi mà chưa cho con bú. Thì em mới ôm con em cho em con bú, thì bú được khoảng nửa bình thì bé mới bắt đầu khóc, khóc la dữ dội luôn. Em không biết nguyên nhân tại sao, lúc đó tự nhiên sao em nóng trong người lắm, em đánh con. Em đánh con rồi em quăng con xuống giường luôn. Quăng con xuống giường luôn. Em không biết tại tự nhiên lúc đó, mặc dù là mình đã được đi ra ngoài nguyên một ngày hôm đó rồi, mình được đã xả stress, mình được gặp người này người kia rồi, mà không hiểu tại sao mình lại nóng như vậy, mình quăng con mình xuống giường luôn. Thế là chồng em mới nghe được, đi vô phòng hỏi tại sao, em mới là dỗ con. Thì khi đó con nín rồi, khi con bắt đầu nín rồi em mới nói là thôi để em cho bú hết bình sữa. Thì khi em ôm em đưa cái bình sữa vô, bé lại khóc nữa, khóc như hồi nãy, khóc ngặt nghẽo luôn, khóc la mắng lắm. Thì sau đó thì bé mới bắt đầu úp cái mặt vô trong người em vậy nè. Thì em chỉ là theo quán tính thôi, mình cho con ngậm ti mẹ. Thì khi đó con mới bắt đầu là con bú một cách mà ngon lành luôn. Giống như là kiểu con nhớ mẹ, nguyên một ngày mẹ không ôm con. Mà bây giờ mẹ được ôm con rồi, bây giờ con được ti mẹ, con khóc. Rồi con bú ngon lành, tự nhiên khi đó em thấy em hối hận. Tại làm sao mình lại đánh con, tại làm sao mình lại quăng con xuống giường như vậy, trong khi là nó nhớ mình mà. Mình không ôm nó cả ngày, nó nhớ cái hơi của mẹ. Bây giờ mình lại làm như vậy, chỉ biết nó là mẹ xin lỗi con. Mẹ hối hận lắm. Mẹ không biết là tại vì con lúc đó con chưa biết nói, con chỉ có biết là khóc để thể hiện cái cảm xúc của mình thôi, mà mẹ không biết được điều đó. Mẹ lại làm cái hành động đó với con. Tôi thay mặt một em lần bé đó, tôi đáy lại hôm nay. Bạn cũng tự nói là em không trầm cảm lắm, nhưng mà căng thẳng á. Mà rồi. Mình bị cái gì nè, giận cá chém thớt. Thấy không? Thí dụ như nói chồng làm gì sai đâu, gì sai đâu, nhưng mà từ một cái câu nói nhỏ thôi, em hay suy nghĩ quá, thì mình thấy mình cũng quá thiệt nên mình không có cãi lại được. Nhưng mà có buồn không? Có. Mà nói ra thì thấy nó kỳ. Cho nên là cất nó vô rồi nó còn ở trong, đâu đi đâu đâu. Cái một lần nào đó cái chồng nói cái gì nữa đó, hoặc là không có nhìn tới mình, cái cất thêm miếng nữa vô. Cái gì càng nuôi nó càng lớn. Chỉ cần một chút cái ý thức của mình nó bị rơi đi chỗ nào đó thì giữa cái sự dồn nén ức chế kia nó bộc phát ra chưa kịp kiểm soát. Nên chị nghĩ rằng là cái này nó rất là nguy hiểm khi mà mình không có được chia sẻ kịp thời. Cái câu chuyện mà hôm nay em kể với tụi chị ở đây mà em khóc như thế sẽ là cái bài học tự thân mình nhớ đời, là cái việc quản lý cảm xúc của mình. Và Lan thấy cái quan trọng nhất để mà tránh những cái mâu thuẫn ở trong gia đình đó là chúng ta phải nói chuyện với nhau thường xuyên, nói nhiều hơn, nói về những cái cảm xúc của nhau, chúng ta có thể chia sẻ được, thì lúc đó thì những cái gánh nặng của chính bản thân của chúng ta mới có thể trút bỏ được. Mình kể tật xấu chồng đi. Thôi để trút bỏ đó. Đúng, bây giờ mình trút đi. Mình trút bằng cách mình kể hết những cái gì mà xấu xí nhất của ổng ra đây. Đây là đại hội vạch mặt đó nha thưa quý vị. Chồng em có cái tật là ham đá banh. Ham đá banh kinh khủng lắm. Có thể làm, nói chung là cứ tới giờ đó là phải xách xe đi đá banh. Không là bức bối trong chiều giờ bức chất gây nghiện vậy đó. Dạ đúng rồi. Có một cái lần hồi đó em mang bầu tầm khoảng 6-7 tháng gì đó. Tại vì khi mà em phát hiện có bầu á là chồng đưa đi đón về đi làm luôn, chứ không có dám để đi xe máy. Từ khoảng 5 giờ là xong việc, tới 8 giờ tối thì mới là tới công ty để đón em. Kiểu mà mình không gọi điện được nữa, mình không dám gọi. Một phần là mình cứ sợ là đang đi đường, mình không dám gọi. Rồi một phần là mình cứ nghĩ là đang họp, đang bận họp gì đó, nên là không gọi được cho mình, không tiện nghe điện thoại như thế nào. Mình không dám điện, đợi tới 8 giờ tối rồi mới bắt đầu quay lại nói là anh đi đá banh. Rồi anh về tới nửa đường anh mới sực nhớ là anh quên đón vợ, không dẫn quay lại anh đón em. Là lúc gọi nói thiệt thà vậy luôn hả? Dạ đúng rồi. Tức quá mà. Trời, tức thiệt mà chị. Dạ. Nói thiệt luôn, thà nhiều khi giả dối nói mắc cái gì đó thì còn đỡ tức phải không em? Nói thẳng luôn, mắc chơi đá banh quên luôn. Dạ lúc đó hả, mấy người, mấy bạn mà trong team em làm việc chung với em mà còn không nghĩ là em có thể nóng tin như vậy luôn á, là anh tới như vậy luôn á, tại vì cứ nghĩ em là hiền dịu thế này thế kia. Ngoài cái tật đó rồi còn cái gì nữa không? À, tới bây giờ khi có con á thì hiện tại thì là tạm thôi, nhưng mà khi mà mới ảnh chưa quen với cái việc là mình đã có con. Ảnh đi làm là ảnh về đó, nhưng mà ảnh về rồi là ảnh ăn cơm, ảnh tắm rửa rồi ảnh ngồi ảnh coi tivi. Có ngày ảnh ngồi ảnh coi tivi tới 9 giờ tối, mặc vợ trên này chăm con, vợ chưa tắm rửa, vợ chưa ăn cơm gì hết. Hồn nhiên vậy đó. Dạ. Tới hồi mà em phải đi xuống em nói là anh quên mất em trên này rồi hả? Đó là ảnh mới tức tốc ảnh chạy lên ảnh chăm con, cho mình đi coi ra, đi tắm rửa, đi xuống ăn cơm.